Thưa quý vị và các bạn, hãng hàng không Vietjet của Việt Nam sẽ mở đường bay thẳng hàng ngày kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và Kuala Lumpur của Malaysia kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Đây là thông tin được Vietjet công bố tại buổi họp báo vừa diễn ra sáng nay, ngày 12 tháng 4, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Thông tin từ họp báo cho biết, đường bay thành phố Hồ Chí Minh Kuala Lumpur được khai thác hàng ngày từ 1 tháng 6 năm 2016, thời gian bay khoảng 1 giờ 55 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ 30 phút và chiều ngược lại khởi hành lúc 13 giờ giờ địa phương từ Kuala Lumpur. Nhân dịp này, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 4, Vietjet bán ra 50.000 vé khuyến mại với giá 0 đồng cho chiều bay từ Kuala Lumpur đi thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng tôi quyết định mở đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kuala Lumpur, Malaysia là để kết nối du lịch giữa hai nước và đặc biệt là đối với người dân Malaysia trong thời gian vừa rồi đã đến thăm Việt Nam rất là nhiều và chúng tôi muốn khuyến khích họ đến Việt Nam và trải nghiệm những cái điểm đến của Việt Nam mà chúng tôi đã có các đường bay đến đó như là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Việc mở đường bay thành phố Hồ Chí Minh Kuala Lumpur ghi nhận Vietjet trở thành hãng hàng không thứ 5 mở đường bay kết nối giữa Việt Nam và Malaysia cùng với Vietnam Airlines, Malaysia Airlines, AirAsia và Malindo Airlines. Việc mở thêm đường bay mới làm tăng thêm không chỉ ngành du lịch mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà kinh doanh, đầu tư và thương mại giữa hai nước. Đây cũng đồng thời là cầu nối hữu nghị để cho nhân dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và cùng nhau xây dựng một cộng đồng ASEAN. Vietjet hiện có đội tàu bay gồm 35 chiếc Airbus A320 và A321 vận hành 250 chuyến bay mỗi ngày với 47 đường bay nội địa và 7 đường bay quốc tế đến Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Myanmar và Malaysia. Được biết, tiếp theo Malaysia, Vietjet có kế hoạch mở đường bay đến Osaka, Nhật Bản trong vài tháng tới.